Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn sinh ra và lớn lên ở nông thôn hay thành phố vậy? Nếu như chúng ta lớn lên tại vùng thôn quê thì chắc chắn công việc nấu ăn trước đây là bếp củi hay thậm chí đun nấu bằng rơm rạ đã quá là quen thuộc phải không nào? Tôi bật mí với các bạn một chút nhé. Tôi là một người rất giỏi nấu nướng đấy. Món sở trường của tôi các bạn có biết là món gì không? Tôi biết nấu khá nhiều món, tuy nhiên món thành công nhất của tôi có lẽ là đun nước các bạn à. Tôi thích món này vì mỗi khi ngồi canh lửa thấy nước sôi là cảm giác rất là thích thú. Tôi đùa một chút cho vui thôi, sở dĩ tôi nói đến việc đun nước là vì hôm nay chủ đề tôi muốn hướng đến các bạn là một câu hỏi rất đơn giản, tưởng chừng như chỉ trẻ em mới hỏi những câu ngây ngô đó. Nhưng kỳ thực thì để giải đáp được nó lại là cả một vấn đề đấy các bạn ạ. Câu hỏi là tại sao khi đun sôi nước thì lại có hơi nước bốc lên? Ồ, ngây thơ quá phải không? Hãy cùng tôi tìm hiểu liền tức thì. Nào, bắt đầu nhé! Nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu các bạn nhỉ? Đầu tiên các bạn nên biết rằng nhiệt độ sôi của nước nói chung phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản. Đó là nước có lẫn tạp chất hay không? Tạp chất điển hình nhiều nhất trong nước uống bình thường là natri clorua, trong khi nước cất không lẫn tạp chất nhé. Và yếu tố thứ hai, áp suất không khí hay còn gọi là áp suất khí quyển nữa. Thường thì người ta hay sử dụng áp suất khí quyển tại mặt nước biển làm chuẩn các bạn ạ. Khi chúng ta nói nhiệt độ sôi của nước nói chung chính xác ở 100 độ C là hoàn toàn không chính xác đâu nhé. Bởi điều này chỉ đúng với hai điều kiện cần thiết khác là áp suất không khí tại vị trí bạn đang đun nước là 1 atm. Nước đó phải là nước cất hoàn toàn không lẫn tạp chất. Vậy atm là gì? Đây là một đơn vị đo áp suất không khí nhé các bạn. Đừng nhầm lẫn với cây atm, nơi chứa rất nhiều tiền nhé. Vậy ta có thể kết luận luôn rằng nước chúng ta sử dụng hàng ngày nó không sôi ở nhiệt độ 100 độ C, được trừ khi đó là nước cất không có tạp chất gì. Và nếu không sôi ở 100 độ C thì nhiệt độ sôi của nó chỉ có thể là trên 100 độ các bạn nhé, chứ không bao giờ dưới 100 độ đâu, lưu ý giùm mình nha. Vì trong nước thông thường có nhiều nhất là muối natri clorua sẽ cản trở quá trình chuyển thành hơi của các phân tử nước. Nếu chúng ta thí nghiệm, nếu cho 100g muối vào 1 kg nước, nhiệt độ cần để đun sôi sẽ tăng thêm 101 độ C. Giả sử áp suất không khí là 1 atm và 1 kg nước ban đầu là nước cất, được pha 100g muối thì nhiệt độ cần để đun sôi là 101 độ. Do vậy, ta kết luận ở cùng một điều kiện áp suất không khí là 1 atm, nhiệt độ sôi của nước bình thường sẽ cao hơn nhiệt độ sôi của nước cất do nước bình thường có lẫn tạp chất. Ok, đó là tôi đã phân tích cho chúng ta hiểu hơn thêm về độ sôi của nước rồi. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung cốt yếu của chủ đề hôm nay nhé. Khi đun sôi nước thì dĩ nhiên ta thấy hơi nước bốc lên, điều đó thì ai cũng quan sát thấy cả phải không nào? Hay nói cho chính xác thì không chỉ riêng mình đun nước, mà khi ta nấu các món ăn trong nước hay trong dầu mỡ, thì nếu để nắp một hồi khi lấy ra, chúng ta sẽ quan sát thấy có hơi nước động trên cái nắp đó. Hiện tượng gì vậy ta? Mà tại sao nó lại sinh ra hiện tượng này chứ? Đừng nóng lòng, tôi sẽ giải đáp liền bây giờ nhé. Đầu tiên xin trả lời, đó là hiện tượng bay hơi. Và sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, chất lỏng vừa bay hơi tạo ra các bọt khí ở trong lòng nó, vừa bay hơi trên mặt thoáng. Ta nên nhớ kỹ sự sôi là một bay hơi đặc biệt nhé. Tuy nhiên không thể nói sự bay hơi là sự sôi, vì sự bay hơi chỉ xảy ra ở trên mặt thoáng, còn sự sôi thì lại xảy ra trên mặt thoáng và ngay cả trong lòng chất lỏng nữa. Cần hết sức lưu ý khi chúng ta giải thích hiện tượng này nhé. Không thể hiểu đơn giản như 1 cộng 4 bằng 5 cũng như 4 cộng 1 bằng 5 đâu nha. Chúng ta cùng phân tích hoạt động của nó nhé. Khi nước nóng lên thì các phân tử của nó bắt đầu di chuyển, khoảng cách giữa các phân tử ngày càng lớn hơn khi nhiệt độ ngày càng tăng. Nghĩa là càng nóng thì càng có nhiều phân tử, nó sẽ tách ra nhiều hơn. Và đến một thời điểm các mối liên kết giữa các phân tử trở nên yếu đi thì chúng sẽ bị phá vỡ. Bị phá vỡ ra thì lúc này chúng bắt đầu bay ra, trở thành hơi nước. Quá trình này được gọi là gì nào? Gọi là bốc hơi đấy các bạn. Ok, thỏa mãn chưa nào? Như đầu video thì tôi phân tích là nước sôi ở nhiệt độ là 100 nếu là nước cất
và nước thông thường thì có thể chênh lệch một vài độ. Nhưng nếu sôi rồi mà chúng ta cứ tiếp tục đun mãi như thế thì nhiệt độ nó có tăng lên không? Chắc chắn là không các bạn nhé. Có thể hiểu đơn giản như sau, từ lúc bắt đầu đun cho đến khi nước sôi thì nhiệt độ tăng dần lên. Khi nước đạt đến nhiệt độ 100 độ C thì nước sẽ chuyển thể bốc hơi. Như vậy, nhiệt năng mà ngọn lửa cung cấp cho nước sẽ chuyển hết thành động năng của các phân tử nước. Nên khi nước đã sôi mà càng tăng nhiệt độ với mục đích làm cho nước nóng hơn, thì ta chỉ nhận được kết quả nước càng cạn nhanh mà thôi. Đây là lý do tại sao chúng ta có đun nước sôi lâu như thế nào đi nữa thì nhiệt độ nước cũng không hề tăng lên đâu nha. Qua video hôm nay, hy vọng đã đem đến cho các bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích về sự sôi của nước nhé. Video đến đây là hết rồi, hãy luôn đồng hành cùng tụi mình ở các video kế tiếp nhé. Cảm ơn tất cả các bạn, xin chào.